thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? Có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. Đó. Còn tốt đó, thì có gì? Có sinh khí này, có phục vị này, có diên niên này và có thiên y này. À, trong bát quái chia ra như vậy, bốn tốt và bốn xấu. Thì chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem gì, hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung này tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. À, nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo Lão á, thì họ gì tin tưởng tuyệt đối vào gì cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo á, thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn đạo Lão nữa, chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo Lão nào nữa, mà bây giờ lại biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi. À, thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên. À, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì, nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa. Cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo Lão, giờ do Lão Tử là người sáng lập, đạo Nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo Lão là Khổng Lão Tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. Đó. Cho nên cái vấn đề mà xem về tướng số, mệnh này hay phong thủy này đó là về gì, về đạo Lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cụ chúng ta, bạn ấy về đọc cái quyển sách, hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách, hay tin nữa ngay tin nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh đó. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì, quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lên cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì, phải theo đúng như vậy. Tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì, cái vòng xoáy của gì, của định mệnh ấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói, ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy. Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi, ông ta mới sực nhớ lại là gì? Làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là gì? Còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy, cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn. Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có, nhưng mà có đối với gì, với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta có. Nhưng sau khi cái vị này sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi, cho nên đến chùa thì gặp một vị sư, thì hai bên nữa ngồi đối diện nhau, rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không cửa không quậy, không động đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì gì đâu, con vì để con chán đời thì con nghĩ là con thì không biết là sống chết được mấy ngày hoặc mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra là thế, ta cứ tưởng ông là một bậc gì Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây, nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư. Vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và gì cải đổi vận mệnh của mình, và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ, và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan chi phủ này, quan chi huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa, và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây, mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.